năm pi pa đập pi nơi tình lê cai lơi. Một đại diện của Gò Quao và một đại diện của Dòng Riêng. Lần này đầm nang ôi sóc Gò Quao nước đầm nang ôi sóc Dòng Riêng. Giữa khi tha nấu tai chấm nốt há sắp ba tia. Có bàn tay bằng tung cả bay đầm nang ôi sóc Gò Quao. Miền thiên cho hời. Các tôi chưa nào hời. Giữa người rộng trăm bên tay tia. Nói tập hồi. Nói thả xôn ma ba xa tổ. Công hoạt bằng tung cả bay. Và dòng đấu cuối cùng của dòng bảng đã xác định ra đội thắng cuộc. Đó chính là đội tổng quản Gò Quao.